Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn trên cả nước đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị. Hôm nay em đến với chỗ bạn Duy Hiếu hay gửi đến cô chú anh chị các bạn một clip phone mai thứ quý nha cô chú anh chị. Hàng bonsai đại đế đẹp, cốt cành đầy đủ nha cô chú anh chị nha. Này, lô bonsai. Lô này là cô chú anh chị mình lập phong chơi cũng như là lập phong cho thuê đồ rất ok nha cô chú anh chị. Rồi em xin hết cho clip nha. Anh chào anh Duy Hiếu ơi. Rồi chào anh. Rồi Duy Hiếu cũng mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục trở lại kênh, giới thiệu đến quý cô chú anh chị là 15 phôi mai tứ quý. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0907 864 124 nha cô chú. Địa chỉ em là thành phố Cần Thơ nha quý cô chú. Rồi đầu tiên là cây số 1 là một em tứ quý chân dài. Dạ. Đế là không cạo sữa hay chú, đế thiên nhiên. Đế nôm nha cô chú. Dạ, anh chị rất nôm. Là điều đế ha. Cốt cành đẹp luôn. Rồi 19 hoành. Dạ, hoành 19. Cây này khéo cây. Chiều cao là 62. Sổ là 25. Đó. Kính bầu là 48. Rồi tổng nội đế là 105. Rồi cây số 1 đầu tiên 2,5 triệu. Dạ 2,5 triệu nha cô chú chị. Cái dáng bonsai rất là đẹp nha cô chú. Mấy cây này nghệ thuật ha. Đó đẹp. Rồi em đổi nha. Đổi cây. Mã số 2. Rồi. Cái này trực lắc rất khéo nè cô chú anh chị, có cành thống nè ha. Có cành ha, nó cái này mình quấn cái cà xuống ha. Đó, rất là đẹp. Nha cô chú anh chị. Dạ. Mấy cây nhỏ vô luôn đi chú. Mã số 2 nha cô chú. Cây kéo nhựa. Già cây nha cô chú. Già cây đúng rồi, cây mấy cây này là cây già cây. Đây, hoành đây là nó được 25. Dạ, 25 hoành. Sổ là 3 tấc nha cô chú, chân dài. Chiều cao là 74. Kính bầu là 52. Để nôm thiên nhiên nha cô chú. Cây trực lắc khéo cây nha cô chú. Rồi cây này em giao lưu là 3,2 triệu. 3,2 triệu nha cô chú. Mã số 2. Đó. Già găng guốc ha. Đó, thiên nhiên. Ngoài nhìn rất phê nha cô chú. À. Trời. Số 3. Số 3. Đó, em tứ quý tàn dù ha. Cái tàn dù. Đế cũ ha. Cốt cành chỉnh sửa nha cô chú. Để ba nha cô chú chị. Để nè. Đẹp lắm nha cô chú. Cốt cành rất là hợp với tàn dù nha cô chú anh chị. Phê. Rồi, 30 hoành nha cô chú. Hoành 30. Đó. Để sổ là được 20. Chiều cao là 109. Đó. Tán ngang hiện tại là 52. Kính bầu là 55. Đó. Rồi. Em số 3 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 3,8 triệu. Dạ, 3,8 triệu nha cô chú anh chị ơi. Ồ, sứ vàng xương tàn dù đẹp ha. Rồi. Dễ chơi cô chú ơi. Dạ, em đổi luôn. Dạ, mã số 4. Rồi, mã số 4 là một cây trực bay nha cô chú anh chị. Đế cứng bầu luôn. Đế, đế cứng luôn, đế cũ. Đó. Cây của em là bầu đất gin không nha cô chú, 100% ha. Cây bứng nguyên gin không, từ đất đi lên không nha cô chú. Cây mới không cô chú chị, đế bài lực ha. Dạ. Rồi 34 hoành. Dạ, hoành 34. Chiều cao là 87. Tàn bay là 60. Kính bầu là 70. Rồi cây số 4 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 7,500 triệu. Dạ, 7,5 triệu nha cô chú anh chị. Một cây trực bay, cây đẹp làm nó phơm tàn ha. Mình quýnh tam giác lệch ha cô chú, đẹp lắm nha. Đó. Rồi. Dạ, mã số 5. Mã số 5. Cây bonsai. Cũ như cái cũ như cái bình hay cô chú. Động lực nha cô chú anh chị, cũ cứng ngắc luôn ha. Hay cũ cứng ngắc. Búp măng luôn nè cô chú. Búp măng. Đó. 1 2 3 4 5 7 thợ. Đẹp nha cô chú. Cây này là mấy hàng này nói chung hàng cũng sưu tầm. 38 hoành. Dạ hoành 38. Cây cũ ha. Cũ là 75. Dạ, của đế 75 nha cô chú anh chị. À. Chiều cao là 58. Sổ được 2 tấc 2. À. Cây kéo nhựa sống khỏe, cô chú về khui ra mình trồng luôn. Tứ quý lùm lực bonsai đế cũ nha cô chú anh chị, bút măng nha. Dạ. Mã số 5 này em giao lưu 11 triệu. Dạ, 11 triệu mã số 5 nha cô chú mình nha. Cây đẹp ha cô chú. Đó. Xứng đáng đồng tiền ha cô chú ơi. Chơi những cây này thì cô chú biết rồi. Đó. Mã số 5. Luôn ha cô chú. Dạ. Rồi, đổi cây. Rồi, mã số 6. 6. Ồ, cây này hết biết cục đế, bầu nhiêu đế nhiều cô chú ơi. Nói chung mấy cây của em bên đây
Để cứng bầu luôn nha cô chú chị. Để cứng bầu. Gót đọt. Mà gom luôn. Rất là nâng cây nè cô chú. Rất là nâng cây dạ, nó lực. Rồi, 38. Dạ, khoảng 38. Khoảng là em đo cô chú, bao cô chú đo chuẩn nha. Chiều cao là 82. Dạ. Đó. Cục đế đường kính bầu là 62. Cây này mình đo, nếu mà đo gặp người khác đo là nó chạc xuống gì là nó ra 42 hoành này nha cô chú. Nè, nó dạ. Đó, em đo hai ba vị trí. Cái đầu rễ là 42 dạ. Nha cô chú. Đó. Cây đế cứng bầu luôn ha. Rồi, đế cứng bầu. Cô chú chị nào thích thêm tầng thông mà giót đọt thân cây đế cứng bầu chọn cái này nha. Đó. Đó. Nhận rồi cây này đối nha, cô chú anh chị. Mã số 6 em giao lưu đến quý cô chú anh chị là giá 8,2 triệu. 8,2 triệu nha cô chú anh chị. À. Cây rất là cân cây nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha. Form này mình lợp cái cà lên một cái rất là đẹp nha cô chú. Lợp form tàng thông giót đọt. Dạ. Rồi. Đế đẹp. Dạ. Mã số 7. 7. Ồ, cây này hết biết chân dài cô chú, cây luôn nha, cô chú anh chị. Cái chân dài này quá trời vậy cô chú ơi. Đỉnh dữ lắm ạ. Ô tứ quý này là tầm lớn nè cô chú anh chị nha. Hết biết ha. Để sổ nôm cứng đế. Để ha. Cái chân dài này nó sổ khủng khiếp mà nó đặc ha cô chú. Cây không chỉnh sửa ha, đế thiên nhiên. Ồ quên, hoành thăng. Rồi hoành là 37. Dạ, 37. Ôi chết mẹ, đo này hơi bị cắn. Quên. Rồi 33. 33 hoành. Đó, em đo hơi bị dạ. Kia là 37 dạ dạ, lại đó. Nói chung là em đo cho nó chuẩn. Sổ là 4 tắc chuẩn ha cô chú. Dạ. Rất khéo nha cô chú. Chiều cao là 84. Đó. Đế sổ là ta 4 tắc ha. Đường kính bầu là 70. Tổng nồi đế cái 170 nè cô chú ơi. Đó, đế là đế thiên nhiên, đế là cộng lực lực không ha. Đế nơm mà cô chú anh chị. Cây nó khéo ha. Mặt nào cũng đẹp luôn. Dạ. Rồi anh xin giá luôn em ơi. Rồi, cây mã số 6 này em giao lưu là phải số 6 rồi đúng không? Đúng rồi, số 6. Số 6 này em giao lưu là 12 triệu rưỡi. Dạ, 12 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Để thiền nhiên ha. Để em đo cái bắp ngang đây cho cô chú mình hình dung nó lớn như thế nào ha. Nó đặc ha. Đây mã số 7 hay gì nha? À, đây là 62. Không, dạ. 78. Đúng rồi, mã số 7. Mã số 7 cô chú ơi. Dạ, mã số 7. Nãy số 6 là nó 8 triệu 2. Dạ. Mã số 7 này là nó 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Mã số 7 12 triệu rưỡi. Mã số 7. Rồi đổi cây. Dạ mã số 8. 8. Cây cụm gừng chín tược ha, phong thủy nha cô chú anh chị. À, cây này là dạ. hàng phong thủy nha cô chú. Hàng anh chị. Phong thủy dạ, đó. Rất là đều luôn nha, nha cô chú anh chị. Nói chung là rất là đều mà nó bệ nè, lớn hoành luôn nha quý cô chú. Nó đặc cứng ngắt không có không tách. Đúng rồi, không có tách xé em bao cô chú ha. Nếu mà về cây nào hở thì cô chú cứ trả về cho em. Đó. Nó đương liền luôn nha quý cô chú. Rất là già lỗi luôn. Dạ, rất đó là già. Đây, đo hoành 70. Dạ. Hoành tổng 70. Hoành tổng là 70. Chiều cao là được 59. Kính bầu là nó được 70 luôn. Rồi, cây số 8 này, cây cụm gừng này, chính được phong thủy này em giao lưu đến quý cô chú anh chị là giá 19 triệu. Dạ, 19 triệu nha cô chú anh chị. Cây phong thủy ha cô chú anh chị. Mấy cây này mình cây nó già rồi ha. Dạ, già lỗi. Lỗi ra tới ngoài da luôn rồi đó. Đáng để sưu tầm ha cô chú. Lâu lâu mới được cây ha, hiếm ha. Đặc cứng luôn, không giúp cứng luôn dạ, cô chú. Đúng rồi nè, đặc cứng, nó đặc cứng luôn. Dạ. Rồi, mã số 9. 9. Số ta 8. Số 8. Ờ số 8. Số 8 này là 19 triệu nha cô chú. Dạ, mã số 10, số 9, mã số 9. Mã số 9, mã số 9. Rồi cây tứ quý trực lắc nha cô chú anh chị, rộng chữ C. Đó, đế nôm. Đó. Cứng ngắt đế luôn nha cô chú. Này đế nồi luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Một nồi tròn vo luôn ha. Một nồi luôn. Rồi, 41 hoành nha quý cô chú. Hoành 41 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 79. Rồi đế sổ là 30. Rồi tổng nồi đế là 108. Rồi cây mã số 9 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 12 triệu. Dạ, 12 triệu nha cô chú anh chị. Cây mang phong cách bonsai cốt cành đầy đủ luôn nha. Cây này đẹp nha cô chú. Rồi em đổi luôn. Dạ, mã số 10. Rồi mã số 10 là một cây dáng trực cốt cành. Đó. Rồi một cốt tàng thông để cứng bầu luôn cô chú anh chị ơi. Để cứng mã số 10. Cây đẹp quá đẹp cô chú ơi. Nâng cây ha. Để cứng ngắt luôn. Rồi 38 hoành. Dạ, hoành 38 nha quý cô chú. Chiều cao là 100.
Đường kính bầu là 65. Mã số 10 nha cô chú. Rồi, cây mã số 10 là một cây tứ quý này, em giao lưu đến quý cô chú là giá 11 triệu. Dạ, 11 triệu. Cây này lộc phơm tàn thông là lớn tàn lắm nha cô chú anh chị. Lớn tàn cốt cảnh. Cao là cỡ 1m8, 2-8 ngàn, cỡ 1m5 nếu mình lộc tàn ấm kính nha cô chú anh chị. Chiều nha. Cao là nó 1m rồi đó. Dạ. Rồi, em đổi luôn. Dạ, mã số 11. Rồi, mã số 11 là một phôi tứ quý ha. Rồi, cây bonsai cốt cành ha. Để 24 giờ luôn. Để 24 giờ. Đó. Cốt cành này đóng nhịp luôn ha cô chú. Rất là đẹp. Mã số 11. Rồi 38 hoành. Dạ, hoành 38 luôn. Để lực nha cô chú. Cao là 79. Kính bầu là 70. Rồi, cây bảy số 11 này em giao lưu đến quý cô chú là giá 8 triệu rưỡi. Dạ, 8 triệu rưỡi nha cô chú mình nha. Để lực ha, cây cốt cành đủ đầy đẹp. Lọp lên là tài vàng xương này ấm tàn mau lắm nha cô chú anh chị. Mấy cây này ok ha cô chú. Rồi. Hàng nói chung là của em hàng đây cũng lựa không à. Cây khá khá cây không nha cô chú. Dạ, mã số 12. 12. Rồi, cũng là một cây dáng trực đế cũ, đế gom. Dạ, phơm tàn thông nha cô chú chị, giót đọt luôn ha. Phơm tàn thông. Cốt cành tứ diện luôn nè. Rồi 32 hoành. Dạ, hoành 32. Cao là 1m07. Đường kính bầu là 65. Chiều cao 1m07, đường kính bầu 65 nha cô chú. Mấy cái này là phơm tàn lớn không mình nha cô chú. Cốt cành gì ha, nhà vườn mình làm ok. Rồi. Rồi, ok luôn. Mã số 12 em giao lưu đến quý cô chú là giá 6 triệu. Dạ, 6 triệu nha cô chú chị. Đế ok luôn nè ha. Đế rất nổi đế luôn. Rồi, em đỡ luôn. Okay, mã số 13. 3. Rồi, một cây tứ quý. Bonsai đế cũ, lùng lực cốt cành nhịp nhàng. Đó. Thật biết đế cũ rồi cô chú ơi. Cũ đế cái dạng đế nôm lực lắm nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, 41 hoành nha cô chú. Hoành 41. Chiều cao là 72. Cái cũ ha. Cái cũ nở là 78 nha cô chú, gì ha. Cứ nhắc luôn cô chú chị. Cây rất là đẹp nha cô chú. Cái đế sổ là được 20 ta lâm. À, hết biết cái bệ. Để lực lực. Cây nhìn rất lực nha cô chú anh chị. Nhót đọt luôn đó nha. Mã số 13 nha cô chú. Em giao lưu 12 triệu. Dạ 12 triệu cô chú ơi. Mã số 13 12 triệu ha. Dạ. Cây rất lực đế nào. Mã số 14 cô chú ơi. Mã số 14 nha cô. Rồi, chú. Một cái phơm tàn dù đế nôm như cô chú anh chị. Ta phơm có một cốt mà lên đây, tất cái tàn cốt cành đóng ha. Cái đế như cô chú chị ơi. Hết biết cục đế rồi cô chú ơi. Lô này cây nào cây nấy lực không anh. Chung cây nào cây nấy, lô này lực cây lắm, 36 hoành. Dạ, hoành 36. Cao là 79. Sổ là 30 nha cô chú. Đế nên rất đều luôn. Dạ, đế nên là như cái cũ đây là 95. Đó. Dạ, mã số. Mã số 14 này em giao lưu là giá 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi nha cô chú anh chị ơi. Để rất là vip để luôn bộ đế này. Khỏi chê, cây này là khỏi chê luôn, không thèm dứt. Đúng rồi. Chú anh chị ơi. Để hết biết. Cây này ở ngoài rất là khéo cây nha cô chú. Lực cây. Đó, phơm tàn đẹp luôn á. Cốt cành về mình đóng vô đủ luôn. Để lừa lên phô diễn ngoài mặt chậu. Dạ, mã số 15. 15. Rồi, cây tứ quý. Tàn dù đế nồi luôn cô chú anh chị. Đế nồi nè, một cốt mà. Ừ. Cái vàng tàn này xương quá đẹp cô chú dễ tứ diện luôn ha. Đế cô chú yên tâm. Đế lực đầy đủ đế luôn. Đế là thôi đế nói chung mấy cây đi. Này chung em lựa đế không rồi cô chú ơi. 32 hoành. Dạ. Cây già hết nha cô già. Chú. Chiều cao là 92, mấy cây này kéo nhựa về mình trồng liền luôn nha cô chú. Củ đế là nó được 128. Đó. Tổng nồi đế là chắc 150 ha cô chú. Đường kính bầu là 70. Rồi, giá luôn em ơi. Rồi, cây này em giao lưu mã số 15, cây cuối clip là em giao lưu là 8 triệu 8. Dạ, 8 triệu 8 nha cô chú anh chị. Mã số 15, cây cuối clip. Cây tứ quý ha, phải vừa xong là trời vừa mát luôn. Rồi. Rồi, hôm nay em cũng lên được
15 cây tứ quý. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0907 864 124 nha cô chú. Cũng cảm ơn cô chú vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ cho em ha. Em cũng rất chân thành cảm ơn cô chú ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị luôn ha. Chọn cây nào cô chú anh chị liên hệ với bạn Như Hiếu giùm em nha.